có mang thêm bảng thu thập linh hồn nữa. Rồi nhá, cái thằng này mày hổ báo này, hổ báo này. Rồi mình có được một lượng máu khá khá rồi. Rồi ui, tốc biến lừa mình vào đây luôn anh em. Thêm bằng chuột nữa, cũng may là mình tốc biến đi có thể thoát đi được. Về rồi nào, hôm nay thì mình sẽ chơi Echo lên 6 ngọc hút phép đấy. Chắc là anh em chưa thấy ai lên 6 ngọc hút phép rồi đúng không? Vậy thì hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em xem Echo 6 ngọc hút phép nhá. Tém bạn thì có xuyên thông, ở dưới boss thì như là anh ta thông chết hai người và lấy đi được cái double kill. Đối với Ultimate của chúng ta đó chính là Mr. Fortune. Anh ấy có khả năng cầu máu, mà thằng này nó cũng không nhằm nhò gì với mình đâu. Mình có một cái khả năng. What? Sao lại AFK? AFK rồi anh em. Yên ai AFK rồi. Không hiểu vì cái lý do gì mà ông ấy lại AFK. Bây giờ trận đấu của chúng ta chỉ còn là 4-5. Đấy. Với Echo thì anh em cứ thả quy và nhai máu thôi. À, hình như là sức đao đứng thằng bét thông rồi kìa. Anh em dưới boss cũng khá là ghê. Mopfai cộng với cả Ramus. Ở trên top thì có Zeke, anh ấy một mình đối đầu với cả Redicator. Buồn. Sao lại bay qua bên này luôn à? Ghê vậy. Mình không muốn bay qua đâu nhưng mà nó bay qua luôn anh em. Rồi nha. Dính không? Không dính. Dính mình có lính mà thôi. Ở trên Echo thì anh em có khả năng dọn dẹp lính nhanh. Như điều này mình đã nói một lần rồi. Chúng ta có thêm thời gian để có thể đi farm. Farm nhiều chúng ta mới có thể mạnh được. Và cần tất cả bọn nó luôn. Đấy. Cái đồng hồ cát à, cái đồng tay cót của Echo. Đấy, mình không muốn mất một con lính nào. Mình sẽ farm hơn thời gian cho anh em xem. Đấy, không mất một con lính nào nha anh em. Mày liều được không? Mày ly à, ly à, ly à. Tưởng nó ly đó, mình giết nó luôn anh em. Chơi Echo này anh em phải hổ báo vào. Thằng này lì kìa anh em. Thì tôi giết lại Kem Sui. Tôi giết Kem Sui nha. Khi xài QW thì anh em có thêm một cái lớp giáp nhẹ. Ủa mất con xe rồi. Mong sao chúng ta thu thập được hai cái linh hồn. Bây giờ thì về thôi nào. Về thôi. Ở trên top thì Redicator là anh ấy là một cái sải tay rất là ngánh. Nó khi đối đầu với cả Zeke, anh ấy có khả năng đẩy lan khá là khủng khiếp. Trong chế độ này thì thôi chứ bá con mẹ nó đảo luôn. Được rồi. Quất một quật nữa thôi. Vừa có một pha highlight từ phía Zeke. Như là anh ấy né đặt quả bom và hất tung lên, né được cái quy của Redicator thì phải. Cái giai đoạn đầu thì như là pha đổi lan à. Cần hết, không sợ nào cả anh em. Cái này nó bị ngáo kìa. Ui sao mạnh thế. Ui đùa rồi, đùa rồi, đùa rồi. Vào đây không. Thông này. Vào đây thông này, vào đây thông này. Ủa ui. Không cho về nha. Có ulti rồi anh em. Quẩy nó nào. Quẩy thôi. Ủa thằng này nó về luôn này anh em. Ủa bãi chim thì như thằng ấy nó ăn rồi anh em. Ủa tên bạn có 5 người cơ mà. Mà Ramus cũng như là hai ông này dưới này. Ủa tưởng rằng là con pha Aplay nhưng mà không có trao đổi mạng luôn.
mất trắng. Ao chuột chuột. Bây giờ thì mình mới thấy chuột xuất hiện đấy anh em. Toàn hình đi đâu đây? Bắn ai? Không biết đi không chứ? Rồi nhá. Bay qua đây à? Ăn một tá sát thương. Trong khi đấy thì Reggaeton anh ta 03 và đang đi đẩy trụ rất nhiệt tình. Rồi mình đã lên một cái hút phép đầu tiên. Đây cái đầu này thì khá là củ chuối. Bét củ chuối luôn. À, rồi mất ăn đồng mạng kìa. Đây thì có anh em nào có mình thấy có yêu cầu mình lên thôi. Anh nào có yêu cầu gì hay thì đừng quên comment bên dưới nhá. Đấy thì mình sẽ làm cho mọi người. Ăn bãi sói thôi nào. Nhây này. Ôi, mình sẽ súng bót vào căn hai bọn này vậy. Bụp, choáng đó một người. À, có dấu hiệu ganh từ phía Ramon nữa. Móc lốt đằng sau. Mạng lại dành cho anh ta. Ủa ôi, double kill luôn. Ramon anh ta lên full tăng luôn à. Vãi nhà anh. Chơi mà chơi lại lên full tăng luôn à. Full tăng thì ai mới chơi. Đây chúng ta sẽ ăn rừng rồi à. Chắc là thằng giao thông nó ăn rừng rồi. Ủa giao thông thông chết được dích luôn. Kết dích. Bạn ấy đang đi đâu đây này? Mình thấy nó ra mít. Lên 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 lên. Còn khá đẩy cây. Đẩy cây máu mà chơi à? Chơi không? Một thằng. Hai thằng. EZ anh em. Farm lính thôi, farm lính thôi, farm lính thôi. Ủa chúng ta lại mất tên lè. Ta mình đã có cách này. Cái này khá là hay anh em. Đấy khi nào mà có ulti thì mình sẽ ulti. Có thể quay lại cái chỗ cũ. Khỏi cần tele luôn. Đấy một cách về nhà lên đồ. Khá là hữu ích. Và chúng ta không cần tele nha. Đấy là mỗi khi anh em chơi eco thôi. Chơi eco thì làm mới được như thế này thôi nha anh em. Bước đồ nhanh, bước đồ nhanh. Bước đồ nhanh nào. Không cần tele nha anh em. Không tele mà chúng ta cũng có thể di chuyển ra cách rất là nhanh. Đấy. Đây là một cái mẹo nhỏ thôi. Anh em nào biết rồi thì thôi. Anh em nào chưa biết thì có thể tham khảo. Đấy. Không ai ra ngăn cản mình đẩy trụ cả. Và chúng ta sẽ đi farm và đi giết Reggaeton vậy. Hey, farm sướng rất giờ đến từ phía chúng ta. Farm khá nhiều. Rồi. Này không cho thằng nào đẩy trụ mày. Đánh thủ trụ rất là cớm anh em. Thủ hai cả hai lan luôn. Mid với cả top. Quay tem của chúng ta hình như là áp đảo quá. Chứ là 4 đánh 5 đấy. Ui chuột kìa. Mình vào đây hỏi thăm chuột. Chuột đi đâu rồi? Chuột. Nó đi đường nào anh em ạ? Nó đi về luôn rồi. Sổng chuột, sổng chuột. Ui tôi bị ganh kìa. Tôi bị ganh kìa anh em. Tôi bị ganh này anh em. Gần hai tụi bay luôn nha. Ủa, phải xài đến ulti thôi. Nào, hổ báo nữa không? Hổ báo gì lên đây? Ui, tôi giết được Reggaeton kìa anh em. Giết thêm cả ông này nữa. Kề vãi. Sao lại cứ dí tôi làm gì?
Ok, lúc này là chủ à? Đừng có đẩy chỗ. Ăn mạng thôi. Đẩy chủ làm cái gì? Được làm mất để lên đồ gô máu kìa. Cũng tăng đắp gai các thứ. Bé hí. Bé hí đã bị xong. Rồi, mình sẽ ra đây và hốt xác bọn này luôn. Ủa sao sao không sao cả, đã phải xài đến ti rồi, sống hai cái bọn này rồi. Regaton anh ta đang đi để trụ mình. Ủa chuột, chuột anh ấy đi tàn hình và bắn chết được dịch của chúng ta. Phải ăn tiếp thôi nào. Phải ăn thì chúng ta có thể mạnh lên rất là nhiều. Bét mạnh luôn. Hiện tại mới phút 12 thôi mà mình farm 150 mấy lính luôn. 156 lính này. Đấy, chỉ farm và farm thôi. Chúng ta có MP mà. Như là một cái tele thứ hai vậy. Đấy, rất là lợi dành cho Eco. 4.000 tiền. Ui, húc. Mù mắt tôi rồi. Như là Mifutu của tép bạn như là tốc biến kịp thời thì phải. Và apply nhẹ. 5.000 tiền nào. Thế nào được 5.000 tiền đây. Thế nào được 5.000 tiền đây. 4.500. Ok. Đấy. Cái dây cót nó bay về rất là đau anh em. Láo này. Cái con đá cuối cùng. Con đá cô đơn. Cua kỳ cục. Cua kỳ cục này. Ok. Để tiếp vào. Ui. Úc thẳng mặt luôn. Điều tuôn anh thấy anh ấy chạy rất là nhanh. Không dí làm gì. Có mình ra hỗ trợ cái ông này cái. Ui. Chạy chạy cứ chạy kìa. Kệ đi anh em. Cái ông Ramus ông lên lên giáp gai cơ mà. Ông Thu Wick ông lên thông. Ui. Bảo cân luôn nha. Ghê vậy. Châu vậy. Châu vãi nhai. À Diana chúng ta kết nối lại rồi cả. Chúng ta kết nối lại và không hiểu tại sao tem chúng ta sao lại win như thế này. Anh em đánh rất là tốt. Tại vì tele ở đây. Farm. Chỉ farm và farm thôi anh em. Mình bet farm mà. Ta lại có cái tele thứ hai đó. Về thôi. 6.400 tiền. Tiền khá là khủng. Mua nhanh mua nhanh. Mua nhanh. Ua. Mình mải ấy quá. Không kịp mua giày luôn. Khỏi cần mua giày đi. Chúng ta mình về mình mua thêm hai cái găng hút phép nữa là vừa đẹp luôn. Không có blue. Farm vượt xa thời gian anh em ạ. Đấy, phút 15 mà farm như thế này thì thôi. Má mẹ đạn. Dí đi. Dí này. Dí đi cứ dí đi. Dí là bị chết hết đây anh em ạ. Ủa. Tưởng cái ấn ti như nó ở dưới kia rồi. Cho hai ông này ông dí đi. Mình không giết hàng này nữa. Cho hai phải đét nhà. Ông kia chơi ghê quá. Ông dích chơi ghê quá anh em. Kia nào bây giờ với Kadea không công công.
Ok. Bây giờ về nhà thì mình sẽ lên được một cái cúp phép nữa. À, ông này, đẩy lén à? Đẩy lén người anh em. Và mình sẽ đợi nó lên vậy. Chúng nó lên được hút kiếm luôn kìa. Về đấy. Né, ui, này nó né kìa. Ngoảnh đầu đi anh em. Từ từ nào anh em chơi gắt quá. Gắt quá. Đấy. Đi hết đi. Chứ chẳng ra mất châu chó đi. Bam. Nào. Ui mình cấp 19 kìa. Hơn mấy cái thằng này rất là nhiều. Ủa chết luôn kìa. Một ulti bốc hơi luôn. Dí đi, cứ dí đi. Dí là bị chết nha. Khá có chịu. Đó mắt có chịu luôn anh em. Mình cân hết được bọn này mà. Kể cả cái thằng kia ra nữa thì mình cũng cân được. Một mình cân. Anh cân hết gió đâu. Rất là đẹp sau cái thằng hút kép anh em. Chỉ đủ 100 cái điểm nội tại của thằng hút kép rất đẹp đấy. Chạy bao nhanh về thôi nào. Wow, ăn nốt bãi sói đi. Bãi sói rồi về. Mong là sẽ đủ tiền để hoàn thành được hai cái nữa. À, chúng ta đã có tên này. Mình không cần phải xài đến anti đâu. Gặp Benzic rồi anh em. Thằng này thì nó bét để trụ luôn. Mình thì đã không muốn để trụ rồi. Ok, hoàn thành được rồi. Đợi chút để mình mua cái dược phẩm nữa là vừa đẹp. Vừa đủ tiền luôn. 800 phép. Nhìn rất đẹp đúng không? Bây giờ chúng ta đánh nhau thôi. Đã giờ farm gì thì chờ đến lúc như thế này mà thôi. Bụp của đàm rất ghê. Nào. Bây giờ chết rồi, chết rồi. Ủa, mình định đánh anti rồi. Nhưng mà có thể chạy thoát được. Ông này ông lên mắt kháng phép cho nên là hơi yếu. Mình xả nó hơi yếu. Úc đi. Đúng rồi. Rồi nha. Ủa ôi. Ủa ôi. Ăn ti luôn. Chuột à. Đã đâu rồi. Chạy đâu anh em. À chạy ra đây à. Chạy đây. Ủa không phát được. Quả đấy mình chỉ. Mình nghĩ là quả đấy cũng không thể nào mình dí được thằng chuột đâu. Đó là tàn hình. Ông này cứ đẩy trụ vậy. Đã không muốn đẩy trụ rồi. Chuột nè. Ủa. Tích mạnh quá anh em. Tại mình bất tử rồi này. Bất tử luôn. Chắc là tên bạn chắc phải GG sớm mà thôi. Nó bét rồi. Ok. Anh nào thấy thích video thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đừng quên có ý tưởng gì hay thì anh em đừng quên comment bên dưới. Mình có thể làm cho mọi người xem nhá. Queen mất rồi. Anh em lại anh em ở những cái video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.